Chào các bạn, đây là một chiếc MED Naka, một chiếc tàu rất là lớn đang rời khỏi cảng Cát Lái nha. Wow, có một chiếc tàu chở khách các bạn ơi, chiếc tàu vàng đang đi qua con tàu container rất là lớn. Ủa, anh chạy kế con tàu MED nè, quá đẹp. Ra sông Sòi Rạp mình mới thấy những cảnh tượng như thế này nha. Đây là MED Naka. Chiếc này nhìn trông giống như MED Jebu các bạn, nhưng mà nó nhỏ hơn rất là nhiều. Đây là một chiếc tàu có chiều dài 171m và chiều rộng là 32m nha. Chiếc MED Jebu nó sát hơn rất là nhiều các bạn. Có thể bây giờ không thể thấy cái chữ của MED Jebu các bạn. Chiếc này còn mới, nhìn cái kiểu y hệt MED Jebu nha. Đây là chiếc tàu có sức chở là 2.362 TEU. Hiện giờ mức nước của nó là 8.5m các bạn. Đây là chiếc tàu có trọng tải 25.800 tấn, rất khủng rồi ơi. Phía trước của MED Naka ban đầu nhìn chiếc này mình tưởng nó là MED Jebu nha. Ở phía trên của MED có hai cái cẩu. Sơn cái màu quá đẹp. Đây ở phía trên có một cái container hình trụ các bạn, có thể là chở chất lỏng. Cái container lộ thiên các bạn ơi, nó không có các cái tấm vách để bao. Đây nó chở gì đây? Cẩu của nó nè, các cái tầng của chiếc tàu nha. Phía sau nó có tích hợp thêm một cái cẩu rất là lớn các bạn, quá khổng lồ. Từ cái góc độ này nhìn nó mới lớn các bạn. Đây là chiếc tàu container được hạ thủy năm 2021, cách đây là 3 năm rồi. À, 1 năm trước các bạn. Còn rất là mới nha. Container chở cũng không có được nhiều.
Đây là chiếc tàu Grand Power. Quá trời nó lên khói kìa. Nó đang chạy với tốc độ rất là cao các bạn. Quá mịt mù khó đen hết. Grand Power là con tàu container được đóng vào 20 năm trước các bạn. Mình vào đãi chơi đua với tàu container nha. Mãi giờ em chạy để bứt phá lên tàu nè. Quá khói luôn. Grand Power là một chiếc tàu chở được 1.200 TEU và nó tương đương là khoảng 20.000 tấn rồi. Một chiếc tàu có chiều dài 181 m và chiều rộng là 28 m. Đây là cái kiểu tàu rất là cũ rồi. Các tàu hiện đại bây giờ nó đã làm cái đầu mũi nó phẳng hơn các bạn. Ở phía trước thì nó sẽ đứng hơn, để các cái tầng hầm nó có thể chứa nhiều container hơn. Đây là một con tàu theo cái kiểu cũ các bạn, 20 năm trước, được hạ thủy năm 2002. Rồi, chiếc ghe chạy dữ thiệt chứ. Quá đẹp.
Kotarana đang được mấy chiếc tàu lấy dắt quay đầu các bạn. Chở quá trời nhiều container luôn. Một chiếc tàu có chiều dài 144 m và rộng là 22,6 m. Kotarana chứa rất nhiều container hình trụ nha. Này chở cái gì không biết.
Sirina đang được tàu lai dắt đẩy ra các bạn. Và con tàu này đang chuẩn bị rời khỏi cảng Cát Lái. Đây là tàu container được đóng vào 15 năm trước, 2007, và đi dưới cờ của Liberia nha. Đây là một chiếc tàu trả được 1.713 cái container tiêu chuẩn. Và mức nước hiện nó bây giờ là 7,9 m, và chiều dài 175 m, và chiều rộng là 27,9 m. Nó được hai chiếc lai dắt quay đầu. Cái hoạt động trên sông bây giờ cũng rất là nhộn nhịp các bạn. Đây là hai ông Tây đang trải nghiệm cái sông Xoài Rạp Sài Gòn đi cano mà. Cano phao nha. Quá đẹp. Luôn.